Bây giờ nào, tạm biệt đi nhé. Bố trồng rau gì đấy hả bố? Trồng rau ấy. Rau muống à? Rau muống, muống. Đất nhà mình giờ làm nhiều nó cũng tơi hết rồi nhỉ.
không? Trồng ở đâu ạ? Mưa đang xỉu á. Hay đi vào mưa quá. Mưa lại ốm. Rồi bố, đi vào đi á. Thank you.
Thank you.
cái vỏ cua vặt ở dưới nào vừa rổ á. Thank you.
Ủa, nhiều mũi này. Chị không sao đấy. Chị nằm ở đâu rồi chị? Đấy, thôi, chị để... Cái nhà chị ở đâu đấy? Nhà chị ở đâu để em đưa chị về? Chị? Em xem nào. Nhà chị ở đâu? Chị ngồi dậy em xem nào. Xong em đưa chị về. Mũi nhiều mũi lắm chị ơi, nằm ở đây nhiều mũi lắm. Nhà chị ở đâu thôi em đưa chị về chị ơi. Khổ thế sao lại nằm ở đây thế này. Đây sao chị ơi, em chị không phải sợ đâu chị ơi. Chị ơi xong em đưa chị về. Chị ơi, nhà chị ở đâu mà sao. Chị ơi, ngồi dậy đi xong em đưa chị về. Chị ơi, nhà chị ở đâu? Em đưa chị về nhé. Chị, làm sao mà chị lại nằm ở đây? Chị kể cho em nghe xem nào. Chị bị cháy. Bố mẹ chị mất hết rồi. Thế chị có gia đình chưa? Chị không có chỗ để về. Chị về nhà em nhá. Đưa chị về nhà em ở nhá. Xong em đưa chị về nhà chị em ở em nhá chị nhá. Ở bố con nhà em. Chị ăn từ từ đấy chị ơi. Chị ơi chị ăn từ từ đấy chị ơi. Chị ơi ăn từ từ thôi chị ạ. Chị ăn từ từ không ngại gì ạ. Không về bố con nhà em nấu cơm cho chị ăn nhé. Đây. Đi bán em ơi.
đơn lên bán đi nhanh thôi. Thank you.
Thank you.
con cho người này vào đây. Quay đấy kia. Bố ơi, thế chị này ở đâu mà con lại đưa chị về đây? Bố ơi, nhà chị đây bị cháy hết rồi ơi. Thế thì chị ấy ở đâu? Con cũng không rõ, nhưng mà nhà chị bị cháy hết rồi, bố mẹ chị đem bắt hết rồi. Con có biết người ta như nào mà con đưa người ta về đây? Nhà chị đi kiểu bị cháy hết rồi, bố mẹ chị đây giờ không còn ấy. Sao con lại nghe lại tin lời người ta thế? Nhưng mà chị đấy khổ quá, chị nằm ở trong vườn đấy bố ạ, trong rừng nhà người ta ấy. Thế xong rồi chị đấy khóc, thế là con đem chị đấy về bố ạ. Đây, chị đi vào đây. Biết người ta thế nào mà đấy? Chị ơi, chị bố ơi, chị đấy xong rồi cho chị ở đây thôi bố ạ. Nhà chị đấy bây giờ không còn ai nữa. Thế nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở xa lắm. Cháu không nhớ là nhà ở đâu nữa. Xong bố để chị ở đây bố. Giờ khổ có một mình rồi, để chị ở đây ở bố con mình bố ạ. Bố thì có như này, không biết nhà cô thế nào mà thì cho con lại cho cô ấy vào đây thì có như này. Nhưng nhà chị bị cháy hết rồi bố ạ. Thôi được rồi, ăn cướp. Thế thôi được rồi, thế lỡ rồi thì cho con vào kia xong rồi xem quần áo của con đâu thì cho cô mượn đấy để thay bộ quần áo này nhé. Thế rồi thì bỏ rồi ra, đi vào cái này uống nước. Đây là bố em thì ông phải sợ rồi. Chị ơi, chị xong chị ở đây bố con nhà em nhé. Nhé. Bố em cháu uống nước đi. Chị xong tí em gội đầu nhé. Ăn bầu đi. Chị em gội đi. Xong con đưa chị ra tắm rửa với thay quần áo cho cô ấy nhé. Vâng, vâng. Chị ơi, sợ chân lại cũng sớt thế này. Hay gai ở đâu bong. Ngày đâu ấy mà. Đi xong em dẫn chị đi tắm đi mọi người. Xong rồi con đưa chị ra thay quần áo nhé. Gội đầu đi, nấu rửa gội đầu đi, ra đây đi. Chị không phải sợ, bố em hiền lắm. Chị không phải sợ. Chị ơi, sao em đun nước gội đầu chị nhé. Bên nước đun hai bộ đầu cho. Chị ở đây bố con em xong rồi ăn cơm bộ đầu. Chị ơi, bố... Thế xong rồi em gội đầu cho, xong rồi em tắm cho chị nhé. Thay quần áo chị. Em cố gắng chị. Đó là bố con nhà em. Xong rồi em lấy quần áo của em cho chị thay nhé. Xong rồi em lấy một cái gội đầu cho chị. Thu ở đây. Không phải lo gì cả. Tối nay ngủ ở đây với em. Gội đầu chị nhé.
đầu chơi chị xong rồi hả con? Vâng, xong rồi. Để xong rồi con ấy cơm nhé, cơm nhé. Vâng, xong rồi. Chị ở đây em nấu cơm nhé, nấu cơm cho bố. Đợi em lúc sau nấu cơm cho chị ăn nhé. Thank you.
tán thử một lúc. Đến rồi con. Đến mẹ con đang đi thu hoạch thì gặp chị nằm ở bên đường quá. Thế là cháu đi thế là được mấy ngày rồi? Cháu đi một tuần rồi. Này ăn cơm mày ăn mạnh đi. Thế là bố em chứ. Đấy, nhà bác đây chỉ có hai bố con thôi. À, nếu mà cháu không cần ngại thì ở đây cùng với con gái bác cho nó vui. Chị ăn mạnh chị ạ? Cháu có phải ăn rồi ăn. Ăn một chị ăn. Là bố con tí việc hai chị em cứ ăn cơm nhé. Bố ăn đấy. Thôi bố ăn cơm xong dọn dẹp xong rồi
con là tối chúng lên chị lên đây ngủ nhá, bố đi công việc nhá. Ăn hết đi chị ơi. Chị ăn nốt đi chị. Chị ăn nhậu hành mấy cơm. Chị ăn nốt đi. Ăn nốt đi. Chị ăn no chị. Thôi sao anh dọn đi. Bây giờ em mấy cơm. Sạch sẽ đi. Thuốc. Tại sao nó về đây cơ? Bố ơi, xong thế nào cho chị ở đâu nữa? Đấy, nhà mình còn dãy nhà bên kia nữa. Cho chị sang bên kia. Xong rồi dọn dẹp các kiểu cho chị ở nhỉ? Đúng rồi. Hai cô con ở đây thì chặt nhưng các chị sang bên kia. Xong mới đầu thì bảo chị đi sang chị thoảng sang nhà mình ăn cơm. Bố ơi, xong rồi bố con mình sắp xếp cho chị ở sang bên kia không ạ? Xong rồi có gì bố con em sắp xếp chỗ cho chị ở nhé. Mọi người sang bên kia nhé. Dọn cho chị hết cái chỗ cỏ kia. Bố ạ. Xong dọn cái chỗ cỏ kia xong rồi dọn cả cái căn cửa giả thế nào bố ấy cẩn thận nên tối chị ngủ ở đấy. Chắc là chị sửa lại. Quét dọn các thứ đi. Thôi chị sang đấy. Em lúc nào đi mua cho chị mấy bộ quần áo nữa nhé. Xong bố đưa tiền con đi mua chị bộ quần áo nữa bố ạ. Ở đây bố con đi. Đồ ăn đồ
Sao đây rộng lắm, thoải mái. Xong rồi đi lên xuống lên. Thank you.
sông núi khơi. Bố ơi, chị ơi. Không có ăn đâu đủ bố ơi. Chị ăn đi nhá. Ngọt thế. Ngọt lắm. Đủ mình ngọt lắm mọi. Cố ăn. Ăn thật nhiều mà da nó đẹp. Đủ lắm, ngọt thế. Ăn mạnh lên cháu ơi. Đấy, đủ nhà chồng ấy. Ngày mai là... Nhờ đủ đủ đường. Thì ăn đi. Thôi bố ơi, bố ăn lại đi bố. Bố cần đấy. Ăn đi. Ngọt. Ăn mày lên cháu. Ăn. Bác ăn mạnh.
Thank you.
Thank you.
đây con này của bà kia. Cân rồi đi. Không, không, bán ngàn. Bán ngàn à? Cân cho chị, cân cho chị, cân lên không cho chị. Thank you.
cho con gà kia cho ngay. Thank you.
Ốc bé quá. Ốc bé không? Cháu xem cái nào mà dạng đấy. Yeah.
này. À, con đi mua đồ, mua gối, mua ấy, các thứ cho chị. Con về xong rồi chuẩn bị sắp nấu. Con mua ít gì về nấu. Để bố tùy nốt tay. Xong chui đi nồi để em nấu. Thank you.
gọi bố vào đây. Sao bố chưa về nhỉ? Lấy lên xem bố đâu mà. À bố ơi, nhanh ăn mì bố ơi. Rồi, mì bố. Chú em ăn mì chú ơi. Bố em đấy chị ạ. Ngon thế nhỉ. Bác Giới ở nhà Bắc Đức là thu nhập cao, vừa đổ bê tông lại vừa đi quảng cáo kẹp răng bê ai. Mà cần là Dũng Xuân mà ra có loại kem đánh răng mà nó đánh việc răng học hành trắng 500.000 anh mua 500. Triệu tao còn mua không đấy. 500 đánh làm sao được. Xuân mà chiều cần mà ra có loại kem đánh răng của anh trắng mà 500.000 anh gần. Ngon nhỉ bố nhỉ? Ngon. Xong ừ. Bát rồi. À, xong bát này. Là gia đình riêng nhưng mà hương đạm thời thôi mà. Một vài ngày nữa xong rồi ăn riêng là có một mình ấy, ở bên kia xong sang nhà ăn cơm cùng ăn. Xem có ông nào mà giới thiệu cho ông nào. Có trăm đồ gối với chiếu, khăn gối chiếu. Thì có hai cái xong bé. Chị ở đây xong rồi bố đưa cho chị ít tiền, chị nữ con thích mua cái gì mua quá. Ừ. Để cho chị đi sang đấy chị ở.
Tự nhiên cháu về đây để làm phiền bố con nhà chú. Thôi cũng chẳng có gì làm phiền cả. Cháu về đây để con gái mất. Cho hai cái bát, một cái đĩa. Đũa. Chưa? Đây, bố em vào đây, không có treo vào đấy. Đừng đồ xuống. Chuyện này là nó chỉ có thế này thôi. Xong rồi mình lại tu tạo dần. Vâng. Quay đi.
Thank you.
Nhiều thế nhỉ. Nhiều thế.
Trời to thế. Chị cũng được chai to đây này. Nhiều chứ chị ơi, nhiều đấy, nhiều thì nhiều cũng phải ốc một con em nuôi đấy chị ạ. Thank you.
Nhiều thế. Nhiều thế này mày sao á? Để chị khanh, mày cứ khanh hai chị em khanh. Bôi nhiều nhỉ, mày đang chai này. Chị nó bắt nó làm chai sao chai con bắt nó bẩn thế? Cháu rửa. Quay hết bố nhỉ. Chị em mình lên nhặt tách nó nhỉ. Sao kiểu là sao sao cho một cái này vào xem. Ừ.
coi nhỉ. Đây con cá chấm này. Móc một cái mang vô nó bố. Móc tay một cái mang nữa. Móc tay một cái mang nữa. Wow. To thế. Mình giữ giữ không nó nhảy ra. To thế. Con ơi, cầm lên này, cháu cầm lên thả đi. Con cầm cả thùng. Ê bố ơi, từ từ, bố con lên nữa. Này bố ơi. Thương siêu nhỉ. Bắt lên tàng tàng nhìn nghề của em nó. Cái nào bắt được ngói con bắt được ngay đấy, con này em ơi. Đây chị ơi, đây anh nhỉ.
nhiều nhỉ. Chị ơi, chị xách lên đi chị. Cô lên nhé, cô lên nhé. Cô ơi, ốc cà phê ra góc này này hơn này. Bắt được cá. Yeah, but...
Ăn này không ăn ngon nhưng mà hàng xóm ăn là ăn ngon.
Tôi là một người ở trong là bao nhiêu cân đấy.
có tiền này, có tiền lấy khổ ra. Có tiền là tiêu mẹ là hết luôn. Mà Lam khổ ra thì mình có thể lấy không không? Dạ, dạ chị Minh đi. Cả cả, cả trai cả ấy nhá. Mình hỏi theo. Thầy có chúng ăn đi ruột. Ăn đấy nó nấu ruột là khổ. Ăn một chút để cua không nhỉ? Ra đâu?
đang bé này mấy nghìn cân. Chạy 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 chạ
đang nấu cơm à? Bố à? Ừ. Bố đâu về bố? Bố đang làm ở dưới kia. Nấu chín chưa? Con đang nấu chín rồi. À, bố à? Ừ. Nấu đi. Bố giải lao vậy. Ngồi nóng quá. À bố ơi, xong con đưa cái tiền để bán cá cho bố. Ừ. Bố, con đưa cái tiền lấy cá cho bố nhá. Con cả lấy mai xem phải mua gì không mua. Sao cái tay nó vẫn cứ sưng cái cục sưng này. Nhờ. Đau nhỉ. Dạ hước lại hết rồi, có phải mua gì thì mua thôi. Thôi con lấy tiền đưa bố. Đây cái cá con đem bố. Để bố đi xong con đưa tiền đây xong rồi bố mua gì thì mua. Mua chị. Ừ. Đây còn tiền đây để con đi chợ. Để xong rồi bố bác cho chị một cái đường nước từ bên này sang bên kia cho nó đỡ ấy nhá. Để xong bố đo rồi bố đi mua nhá. Ừ. Mua đường ấy ống cho chị nhá. Thế đây hai đứa ở nhà nấu cơm nhá. Vâng. Chín cơm ở đây này. Ốc phải làm thế nào? Cái giấy đó. Giấy này. Giấy. Chị chưa. Nào mà đây xong rửa bằng cái gì được? Rửa nước gạo đi chị ơi. Rửa nước gạo, muối, bóc muối. Có chanh thì có chanh. Bằng quá. Các chị cứ làm đi xong chị đi. Con này không ra. Này, làm đi không? Mình rửa sạch cái chị đi, chị lấy đấy. Đi lấy rau sạch. Chị không dùng chị. Chị để cái đĩa xuống.
chị đi chị tưới rau nhé. Tưới cà chua. Thôi chị tưới rau hộ em nhé. Em nấu. Đây là lấy nước đây ạ. Vâng. Thank you.
nấu chín chưa em? Xong rồi chị ạ. Ừ, chị về dụng cơm nhé. Mẹ em cơm nhé. Chị bê lên nha. Mùi thơm thế. Bố ơi, đây là bố. Hai chị ăn rồi. Chú ơi, cơm. Ừ, đây là chú Bùi nha. Chú mét ống không, ngày bắt đầu ống nước rồi đã sang kia nhé. Vâng, cho cháu xin. Bố ơi, xong nhanh về ăn cơm bố ơi. Ừ, được rồi. Bố ơi, nhanh ăn cơm bố ơi. À, ốc này cho bố thùng. Ừ, hai chị em ở nhà nấu cơm ngon đi. Nóng quá bố. Ừ. Cơm ngon, cơm đúng tầm ngon. Có cháy không chị? Cơm bố cầm nhá. Bố ơi, chú ăn cơm. Ăn cơm. Bố ơi. Ăn đi. Rồi. Ăn đi. Chị ăn mạnh đi chị nhá. Ừ. Cá trắng này bán hết rồi. Đó, kiểu này ngon. Cá rô này nó bán hết rồi. Bán hết. Ngon. Nó kiểu lên ngon này không tanh nhỉ? Ngon lắm. Cả hết. Ở bên này có một mình thì thả xong là ăn cơm ấy, hai bố con cho nó vui. Ngon nhỉ? Bữa nay ngon rồi. Canh cũng ngon. Nó còn ăn một mình nữa chưa hả? Chứ hả? Nó lại ăn nó vui. Bố còn khen em nấu canh cơm ngon lắm. Ừ, ngon. Còn nấu cơm bố ăn. Còn là lương phẩm giờ dạ bắt bố hầu rồi anh. Sao